Chúng tôi chưa bao giờ có thuộc địa hay công dân hạng hai. Chúng tôi chưa bao giờ áp đặt lối sống của mình lên bất kỳ ai. Đó là những gì bà Victoria Villarroel, phó tổng thống theo đường lối bảo thủ của Argentina, đã đăng trong bài viết gây bão trên mạng xã hội gần đây để bảo vệ Enzo Fernandez và các đồng đội của anh tại đội tuyển xứ Tango. Bà Villarroel nhấn mạnh rằng Argentina không hề là quốc gia phân biệt chủng tộc vì họ không phải là một nước thực dân như Pháp. Những tuyên bố này khiến cho các nhà ngoại giao Pháp tại Buenos Aires tức giận và không vui. Tuy nhiên, những gì Villarroel nói có lẽ đã đúng phần nào nếu họ nhìn vào Olympic Paris 2024 đang được tổ chức. Chính sự đa dạng thái quá của văn hóa Pháp sau nhiều năm đồ hộ, vừa ven ở các quốc gia thuộc địa, giờ đây khiến cho bản sắc của họ trở thành một nồi lẩu thập cẩm. Nhưng thậm chí là lẩu này còn chẳng hề ngon. Được Phạm từng làm ầm ĩ lên về việc các cầu thủ Argentina đã hát bài hát phân biệt chủng tộc, xúc phạm đến những ngôi sao của LPL. Đó rõ ràng là một hành vi không chuẩn mực, cần được lên án. Hãy đi tìm hiểu câu chuyện này cùng tôi trong video ngày hôm nay. Trước đó, anh em có thể truy cập vào trang web của Figon để theo dõi những giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, đồng thời chiêm ngưỡng những highlight tuyệt mỹ về Messi trên sân cỏ nhé. Nhưng rồi hãy xem chỉ khoảng 2 tuần sau, người Pháp đã làm gì? Tại Olympic Paris 2024, nhất là trong buổi lễ khai mạc, họ thậm chí còn xúc phạm đến văn hóa, lịch sử, tôn giáo của không ít các quốc gia. Vậy có phải người Pháp đã quá tiêu chuẩn kép hay không? Ngay từ loạt đấu mở màn cho môn bóng đá nam, Đức Phạm đã làm cho cả thế giới phải ngạc nhiên. Nhưng đó là sự ngạc nhiên về khâu tổ chức, đảm bảo an toàn quá tệ tại Paris. Theo tờ Olé, UEFA Argentina đã thi đấu dưới sức ép của khoảng 30.000 cổ động viên gốc Phi trên sân Geoffroy Guichard, những người đã la ó trong khi quốc ca của La Albiceleste đã được diễn ra như một cảnh để đáp lại hành vi của Enzo Fernandez. Diễn biến trận đấu sau đó càng vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng an ninh khi khán giả nhiều lần tràn xuống sân và thậm chí còn phải tạm hoãn. Nước Pháp đã để chính những hành vi trả đũa, phân biệt chủng tộc leo thang trên chính đất nước của mình thì làm sao họ có quyền lên tiếng vào những lời đàm tiếu từ bên ngoài. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến buổi lễ khai mạc diễn ra cách đó ít ngày, nhất là trong phân đoạn trên cầu Dubuque bắc qua sông Seine. Đó là khi ban tổ chức dường như đã cố tình phục dựng lại hình ảnh của bức tranh bữa tiệc ly nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Theo Reuters, phân đoạn này được cho là giống với cảnh trong Kinh Thánh về bữa tiệc của Chúa Giêsu và các vị tông đồ. Điều đáng nói là màn trình diễn có sự góp mặt của các drag queen hay nam giả nữ, một người mẫu chuyển giới và một ca sĩ gần như khỏa thân hóa trang thành vị thần rượu vàng Dionysus của Hy Lạp. Ngay sau khi chứng kiến điều này, người ta lên tiếng chỉ trích các vị nghệ sĩ về ngoại hình, biểu cảm và cách ăn mặc. Nó không hoàn toàn phù hợp với bối cảnh của bức tranh hay hình ảnh trong đạo Thiên Chúa. Thậm chí, họ còn cho rằng ban tổ chức Olympic đang báng bổ, mỉa mai và chế giễu thậm tệ tôn giáo. Theo USA Today, nhiều tổ chức công giáo trên khắp thế giới đã lên án khoảnh khắc này. Thậm chí, Hội đồng Giám mục Pháp, đại diện giám mục công giáo của đất nước này, tuyên bố đây là sự chế giễu đối với Kitô giáo, khiến cho người theo đạo bị tổn thương bởi sự vô lý và khiêu khích. Còn với Robert Barron, một giám mục nổi tiếng ở làng Minnesota cho biết họ đã chế giễu khoảnh khắc quan trọng của Kitô giáo. Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng điều này gây sốc và xúc phạm người theo đạo Thiên Chúa. Đừng Tổng giám mục Charles Cicluna, quan chức công giáo cấp cao nhất ở Manta và là một quan chức của văn phòng giáo lý tại Thánh địa Vatican cho biết họ đã liên lạc với đại sứ Pháp tại Manta để phàn nàn về sự xúc phạm vô cớ. Công ty công nghệ C-Spy sau đó thậm chí còn rút quảng cáo khỏi Olympic Paris vì cảm thấy đạo Thiên Chúa bị xúc phạm. C-Spy vẫn ủng hộ vận động viên, những người nỗ lực hết mình trở thành một phần của Thế vận hội. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận hình ảnh bữa tiệc lý bị xúc phạm. Đó là lý do chúng tôi rút quảng cáo. Suzy Hayes, CEO của C-Spy cho biết, bữa tiệc lý không phải nguồn cảm hứng của chúng tôi. Ý tưởng của chúng tôi là tổ chức một lễ kỷ niệm liên quan đến các vị thần trên đỉnh Olympus. Chúng tôi không bao giờ quyết định chế giễu, hạ thấp bất kỳ tôn giáo, cá nhân hay tổ chức nào. Thomas Scholli, giám đốc nghệ thuật của buổi lễ nói trên kênh BFMTV của Pháp. Nhưng đó dường như chỉ là lời chống chế muộn màng. Nhưng kể cả theo cách nói đó, rất nhiều người, đặc biệt là những người quan tâm đến thần thoại Hy Lạp, cũng chẳng thể nào chấp nhận tạo hình của những vị thần trên đỉnh Olympus một cách quái dị đó. Màn diễu hành bằng thuyền của các đoàn thể thao trên sông Seine cũng mang đến nhiều tranh cãi không đáng có. Khi đến lượt đoàn Hàn Quốc, ban tổ chức đã giới thiệu họ là đoàn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Trong khi đó, đoàn Triều Tiên được giới thiệu đúng tên.
sự cố đã vấp phải phản ứng không hài lòng từ phía Hàn Quốc. Quốc gia về mặt kỹ thuật vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên, do hai nước chỉ quyết định đình chiến, không phải là hiệp ước hòa bình. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tuyên bố cho biết họ sẽ phải liên hệ với Đại sứ quán Pháp tại Seoul và đại diện ngoại giao Pháp đã bày tỏ sự hối tiếc về sai lầm không thể hiểu nổi này. Còn trong ngày hôm qua, đội tuyển bóng rổ Nam Sudan có trận ra quân gặp Puerto Rico tại Olympic Paris 2024, cũng là lần đầu tiên họ thi đấu tại Thế vận hội. Tuy nhiên, trận đấu đã gặp sự cố khi ban tổ chức Olympic 2024 phát sai quốc ca Nam Sudan, đoạn nhạc được phát lên 20 giây trước khi tắt đi. Sau trận đấu, vận động viên Nuni Omot của Nam Sudan bức xúc chia sẻ: "Sự cố như châm dầu vào lửa vậy, chúng tôi cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng toàn đội sẽ không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ phải nỗ lực thêm nữa để chứng tỏ tài năng trước toàn thế giới và nhận được sự tôn trọng." Có thể dễ dàng nhận thấy điểm chung của hai sự việc này, ban tổ chức đã thiếu cẩn thận trong khâu chuẩn bị. Thế nhưng, khi đây là việc liên quan đến danh dự quốc gia, thì những lời chỉ trích cho nước Pháp là hoàn toàn xứng đáng, khó mà tha thứ. Ngoài ra, một số vấn đề khác là hạn chế quyền tự do tôn giáo của vận động viên. Chính sách bài Hồi giáo của nước Pháp không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, lệnh cấm các vận động viên không đội khăn trùm đầu khi tham gia Olympic Paris không chỉ vi phạm luật quốc tế về nhân quyền, mà còn một lần nữa phơi bày sự đạo đức giả của chính phủ Pháp. Nhưng không chỉ động chạm đến văn hóa, lịch sử, tôn giáo của những quốc gia tham dự, nước Pháp còn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác tại Olympic lần này. Nhưng gần như tất cả những điều đó là do công tác tổ chức tệ hại của họ. Hãy nhìn vào những bữa ăn thiếu protein, những căn phòng chật chội, xe buýt không có nồi điều hòa, khiến các vận động viên phải thuê khách sạn ngoài gần nơi thi đấu. Rõ ràng, đây là sự không tôn trọng của đội chủ nhà đối với những quốc gia tham dự. Dù gì họ cũng là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu cơ mà. Hôm qua, ban tổ chức Thế vận hội đã phải thông báo hủy buổi tập đầu tiên dành cho các vận động viên ba môn phối hợp. Lý do là vì chất lượng sông Sen không đảm bảo. Những trận mưa liên tục thời gian qua tại Paris đã gây ảnh hưởng đến hệ thống cấp thoát nước của thành phố. Sau khi kiểm tra chất lượng nguồn nước sông Sen, họ đã thông báo hiện tại không đủ đảm bảo để tổ chức các sự kiện thi bơi. Lưu ý rằng Pháp, một trong những quốc gia có tình trạng phân biệt chủng tộc nghiêm trọng nhất thế giới, đã ghi nhận khoảng 15.000 tội phạm phân biệt chủng tộc, bài ngoại và chống tôn giáo trong những năm qua. Cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là những sự việc được các cơ quan an ninh phát hiện. Thống kê cho thấy, vào năm 2023, những tội phạm này ở quốc gia dẫn đầu Liên minh châu đã tăng 32% so với năm 2022. Vậy đây, chính nước Pháp, quốc gia có tình trạng phân biệt chủng tộc nghiêm trọng, và bây giờ họ còn cho thế giới nhìn thấy một bộ mặt còn tồi tệ hơn. Enzo sai 1, thế nhưng người Pháp có lẽ sai 10.